Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Hubler Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu chậu rửa chén kết hợp với vòi rửa chén của Hubler, mang cái mã hiệu là của chậu rửa chén là HSGD8650 màu Julus màu kem, và cái vòi rửa chén thì nó mang mã hiệu là 570, xin lỗi, cái vòi rửa chén thì mang cái mã hiệu là 570-51480. Và cái chậu này thì nó được thiết kế là với chất liệu là đá Ceramic Buru 2, và nó có cái độ kích thước của cái chậu này á, là kích thước chiều ngang là 860, chiều cao sâu là chiều rộng là 500, và thiết kế với hai hộc ở hai bên, và mỗi hộc thì nó có kích thước là 430 đó. Và cái hộc này thì nó có cái đường bo tròn ở phía trong vách cạnh như này, và mỗi chậu thì nó có mỗi cái lỗ xả khác nhau. Đây, sản phẩm này thì nó được chậu này xuất xứ ở Đức. Đây là cái mã của cái vòi thì nó là 570-51480, thì vòi này thì nó xuất xứ là ở Trung Quốc đó. Và sản phẩm này á, thì nó có cái vòi này thì chất liệu của nó được làm á, là bằng chất liệu đá Rancic mạ rôm, và nó có cái vòi, nó có thể là vòi nóng lạnh, và nó có thể cái vòi đầu vòi có thể kéo dài ra đó. Đây, và hiện tại á, thì cái mẫu vòi này và cái chậu này thì nó cùng tông màu với nhau, là nó thuộc là màu dạng màu kem. Thì nếu các bạn mà có muốn sử dụng cái màu khác á, thì nó cũng có cái mã này, nhưng mà nó có màu khác nữa đó. Thì cái vòi này có thể xoay chuyển được là 360 độ các bạn nha. Đó, hiện tại thì cái mẫu chậu và cái vòi này thì đang được bán tại đại lý Hubler Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này, có thể xem cái mã sản phẩm và liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hotline bên dưới, hoặc là truy cập website tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.